Máy trợ thính không dây HB-D8L của hãng Ronet, đây là mẫu đời mới nhất 2023 của chú anh chị ha, được sản xuất tại Nhật luôn. Giá niêm yết của hãng là 6.600.000. Cô chú anh chị mình có thể tham khảo thêm cái dòng đời cũ của Ronet và dòng tương tự cũng là máy trợ thính không dây HB-23B là 2.150.000. Vậy cái dòng đời mới có gì đặc biệt? 6.600.000 ha. HB-D8L, đây là máy trợ thính Ronet kỹ thuật số nên là chúng ta sẽ có chức năng kết nối điện thoại. Mình nghe điện thoại khi mình để gần á, nó sẽ cộng hưởng qua, âm thanh rất là tốt và lọc nhiễu luôn. Bên cạnh đó, nó có chức năng lọc nhiễu tiếng ồn và tiếng máy rất là tốt ha. Thì bên trong máy chúng ta sẽ có một cái thân máy như thế này, nó sẽ thời trang hơn cái đời cũ ha. Và lo phát ra chỗ này, micro chỗ này, volume chỉnh lớn nhỏ ở đây ha. Cái pin mình á, mình sử dụng pin 13 mà mình có thể để ngược chiều vẫn được nha, để thuận và để ngược máy vẫn được, không vấn đề gì ha. Chúng ta có chức năng là MT là để sử dụng nghe điện thoại nè, còn bật qua M luôn là sử dụng thông thường. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có chức năng chuyên sâu, chúng ta cài đặt chuyên sâu ở trên đây, ở trên lưng chúng ta sẽ có cái nút chỗ này. Nếu mà như cô chú anh chị mình mua hàng, đặt hàng á, thì có thể liên hệ lạc với Hoàng Sơn, Hoàng Sơn sẽ cài đặt riêng cho cô chú anh chị mình luôn, hoặc là đến cửa hàng để mình thử máy ha. Mình chỉ cài đặt một lần trên đây thôi. Máy này thì nó rất là dễ sử dụng ha. Pin mình đảo chiều thuận ngược lắp vô máy vẫn hoạt động được nha. Chỉ riêng cái dòng máy này thôi cô chú ha, còn những dòng máy khác thì không được. Rồi, chúng ta chọn chức năng là nghe điện thoại hoặc là nghe thông thường, chỉnh lớn nhỏ. Và cái công suất này cực kỳ lớn nha, nó tương đương với dòng máy trợ thính có dây luôn đó, phù hợp cho ông bà mình ngày xưa, cô chú ông bà mà bị lãng tai nặng mà muốn xài máy trợ thính không dây nhưng mà công suất nó rất là yếu thì mình có thể chọn dòng máy đời mới này, công suất rất là lớn luôn. Để biết thêm thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có thể liên lạc với Hoàng Sơn hoặc là gọi điện trực tiếp Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn. Rồi, cái này là dòng máy 6.600.000 ha. Rồi, còn đây là dòng máy trợ thính HB23B thì có 2.150.000. Cô chú anh chị mình có thể tham khảo dòng bình dân này. Rồi, tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại ở video sau.